Xin chào tất cả mọi người. Shop Loa Vẽ Chim Tuấn Lan hôm nay mới vẽ thêm một mẫu quần áo ngụy trang mới, gọi là quần áo ngụy trang hay còn gọi là te tua. Là nó te, tại sao gọi là te tua? Tại vì nó có những cái lá cây như thế này. Như thế này. Đấy, nó như là te tua luôn. Shop tôi thì quần áo, áo là liền với mũ và quần, một bộ nó trên là lưới làm mỏng, rất chi là mỏng, mặc rất chi là thoải mái và mát. Còn có giày ngụy trang, nón ngụy trang. Đây là shop người mẫu chúng tôi đang đi đôi giày cổ thấp và bên cạnh ở trên là một đôi giày cổ cao. Về giá cả thì tôi không tiện nói trên New TV. Tại vì cũng có rất nhiều nơi bán, rất nhiều địa điểm bán, giá cả lại khác nhau nên tôi không tiện nói về giá trực tiếp. Nếu ai mà quan tâm trực tiếp thì có thể liên hệ với chúng tôi, lại ở trên. Đây là người mẫu chúng tôi đang mặc. Rất cao, bộ quần áo rất thoải mái. Bộ áo ngụy trang đi rừng, các bác có phải ngồi chỗ bụi cây các gì á, đánh chim đánh nhức là không lo bị lộ. Cả mũ liền, giày. Đây, các bác mua hàng có thể liên hệ theo số điện thoại của chúng tôi ở trên. Shop chúng tôi còn có rất nhiều mặt hàng, nhưng hôm nay tôi quảng cáo về cái bộ quần áo ngụy trang hôm nay mới về trước đã. Còn nếu mà các bạn là xem YouTube có gì thắc mắc hay mua hàng liên hệ với chúng tôi trực tiếp vào số điện thoại, hoặc để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho các bạn. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ shop của chúng tôi.